Bữa nay ăn được chứ gì nữa ho. Ngon không ạ? Hồi đó nhà Nguyên chiên trồng xoài mà. Xong rồi từ hồi mà khai chuyển đổi cây trồng qua Thanh Long là bứng xoài bỏ hết, uổng trời luôn, nhưng mà đều để lại có một cây này à, với hình như ngoài phía mộ có một cây nữa sao mà biết còn không. Hồi đó là còn một cây xoài ở ngoài mộ ông ngoại á, cây xoài nó ngọt lắm mà trái lu bù luôn, mà lâu quá chưa ra lại cho nên cũng không để ý, bữa có ra mà không để ý, chắc bứng luôn rồi, lâu quá mà. Xoài nó cũng mấy rồi, nó cũng đứng tuổi xíu rồi. Ở đây thì thấy rồi, mà do lùng quá cho nên phải lấy cái ghế đứng lên. À đây nè, trời không có móc, trời ơi nó lật cái ghế một cái chắc tôi ăn chầu quấy quá. Hôm bữa 26 Tết á mới đúng là xoài non á. Đây nè, có một trái nữa nè, mà cao quá. Trái xoài là đúng nghĩa là non luôn á, nhưng mà cái này non quá, ăn được không? Cái cây này khều được không ta? Hay mình để cái cây này mình khều đi. À, móc cái gì vô cái hả? Để tí nha, Win đi kiếm đồ nghề cái đã. Có rồi. Nhưng mà móc nghĩa thì nhanh, nhưng mà đều cái trái xoài nó dễ bị dập lắm. Sao làm cái móc xong thấy nó lâu có cao lắm đâu ta, ngựa bà không, trời ơi. Để tạm nó đây đi. Thôi tự nhiên bà bị dính lên trên này. Hết hồn, tưởng ai. Thà để ăn trộm xoài cho nó hết hồn, sợ bắt gặp. Ê kêu nó là nó không thèm nhìn mình. Thôi nhắc cái ghế tới xíu. Giờ chuyển qua leo dừa. Rồi được đó, dưới đây được đó ho. Nhiều quá. À, trời. Muốn ăn cũng đâu có dễ đâu ha. À, trời. Cưng xỉu. Thơm quá à. Đâu nấu gì đâu. Do ăn cắp xài ăn vậy thôi chứ nấu gì. Tầm này mà còn nấu nướng gì nữa. Đem vô đâm nước. Hôm nay đó không phải đâm. Hôm nay thì mình sẽ ăn món xoài chấm với mắm ruốc nha. Đặc sản Phan Thiết. Cũng là Phan Rí mà, Phan Rí cũng đặc sản mắm ruốc á chứ. Bây giờ bắt lửa lên. À đúng rồi, mắm ruốc của Quyên á là nó còn sống. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt lên, mình sên cho nó chín thôi nha. Tại vì mắm ruốc sống thì ăn vẫn được thôi. Còn thơm cái mùi ruốc, nhưng mà mắm ruốc còn sống thì nó hơi mặn á. Cho nên bây giờ mình làm lại cho nó dễ ăn một xíu. Bây giờ đi ra hái mấy cái me đi. Ồ me rụng quá trời luôn nè. Mắm ruốc là phải có me nha các bạn. Để cho nó giảm bớt cái độ mặn ấy. Chết trời ơi, dặm gãy hết cái lá sen của người ta rồi. Có mới chín à. Ô, còn sống, xin lỗi. Còn sống nhăn à. Ôi trời. Rồi thôi như đây được á. Hãy subscribe cho nên mình phải bỏ đường nhiều một tí để cho nó kiểu như là nó trung hòa lại bớt. Cái này mình nấu ăn á, mình biết ước lượng à, xong một lát á mình đem lên mình sơn trên lửa rồi mình nêm nếm lại sao. Bỏ một mớ me, bỏ một mớ đường ở đây mà nó cũng không có giảm, cái gì nó thì giảm bớt cái độ mặn thôi chứ thật ra nó vẫn còn mặn nha. Ở đây á, mua hải sản hay bất kỳ cái gì là nó gốc gác là từ Phan Rí hết các bạn. Cái chợ lầu đâu có gì đâu, chợ lầu làm gì, đâu có biển làm gì có mắm ruốc, đúng không? Người ta mua từ Phan Rí người ta đem lên đây hết á. Mua một là Phan Rí, hai là Duồng. Phan Rí thì chắc là nhiều bạn rành á, nhưng mà Duồng cho mấy bạn không rành đâu. Duồng là chí công á các bạn à, biết không? Chính hả? Không, nhưng mà mình phải sơn thêm một xíu nữa tại vì cái màu của nó cũng còn chưa có ấy lắm á. Không biết là do sao nhưng có người người ta làm cái màu ra cái màu nâu đậm lắm, còn có những người ta làm cái màu nâu cánh gián thôi. Thì chắc Nguyên nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng ớt mình bỏ vào hoặc là me thì hồi nãy Nguyên là me nó chín vừa chín tới cho nên nó không có cái màu đậm á, chứ còn thường mà me chín tới chín đậm á là nó đen thua lùi à. Ở trong rẫy á đúng chất là muốn ăn phải lăn vào bếp luôn á. Ở đây đâu có ai bán gì đâu, mình muốn ăn là mình phải tự chế biến hết. Ở đây mà rủ bạn bè đông vô đây chơi vui lắm các bạn. Hôm nay các bạn về Bình Thuận đi, alo Nguyên dắt vô đây chơi. Xong rồi tới đó tao bắt xe mấy trăm cây số ra Bình Thuận đi gọi bà Nguyên bảo bắt máy. Rất chửi đã luôn á. Rồi cắt xong rồi á, thôi bưng lên. Cái này chắc cũng chưa có chín lắm rồi á, mình thấy cái màu nó chưa có thâm. Có nước ở trong đất rẫy, có nước đi ra kia, có nước mặt nước ngầm á mà đều xa quá à, với lại giờ cũng chưa nữa, lười. Nói chung là lười. Ngủ không à? Phải non không ngon ngủ. Phải nhỏ hơn xíu nữa mới là đúng ngon. Ăn xoài chấm ruốc thì mình sẽ cắt cho nó dày một tí ha. Chứ cắt mỏng quá ăn không ngon. Mà hồi nãy nghe đồn là cái xoài này nó chua lắm. Xoài nè, đúng bài xoài luôn ha. À vô một miếng xoài thì nó quất cái cục muốn rút chà bá lửa mà nó chua, ăn hơi cái phòng mắm ruốc không có chua. Mắm ruốc này mình làm nó hơi sơn hơi bị lố tay á cho nên nó hơi khô. Thử nè, thử cái miếng vỏ ngoài à, có biết là làm nó sẽ giòn không? Ít thôi. Món này là chắc không còn Nguyên phải tả nhiều ha. Mọi người ăn mắm ruốc nhiều mọi người cũng biết rồi. Mắm ruốc thì mặn, thơm, thơm cái mùi mắm ruốc. Đặc trưng. À, đúng rồi, thì đúng rồi, mắm ruốc thì phải thơm cái mùi mắm ruốc đặc trưng đúng không? Rồi sau đó là mình nghe cái mùi tỏi nè, rồi mùi ớt nè, nồng lên. Cái vỏ ngoài á, mình ăn cái vỏ ngoài nó giòn hơn. Quay đã cuối cùng gần tắt máy mất tiêu rồi mới ngộ ra là nó bị ngược sáng cho nên Nguyên đổi hướng vào đây. À, ngoài ra đây có miếng bánh tráng nè. Cái món này mà ăn bánh tráng là bài luôn nha. Đúng chuẩn của nó là phải là bánh tráng mắm ruốc. Mà bánh tráng ngoài Nguyên ăn cũng là một loại đặc sản. Ví dụ khác người ta làm bánh tráng là bằng bột mì đúng không? Còn Nguyên là làm bột gạo nguyên chất luôn đó nha. Ngoài ra thì có mè. Đó. Cái cái mà nó làm lên cái tên tuổi, cái mà nó làm lên cái tên tuổi của bánh tráng Bình Thuận đó là cái mè. Mè rất là nhiều, mà có nhiều người ta thích ăn mè dày á, những cái bánh tráng nó rất là thơm luôn. Đây. Đối với cái trình của Quyên thì cái mắm ruốc này nó hơi bị thiếu cay một xíu, phải tâm gấp 2 lần ớt cái hồi nãy nữa thì mới ngon.